quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Điều tra viên độc lập của Liên Hợp Quốc về quyền lương thực đã cáo buộc Israel thực hiện một chiến dịch có thể khiến 2,3 triệu người Palestine thiếu lương thực dẫn đến thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Gaza. Theo Al Arabiya, trong một báo cáo được công bố cuối tuần trước, nhà điều tra Michael Fakhri cho biết, hai ngày sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Nam Israel làm 1.200 người thiệt mạng, Israel đã mở một cuộc tấn công quân sự đáp trả và chặn toàn bộ lương thực, nước uống, nhiên liệu và các nguồn cung khác vào Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cáo buộc Israel hạn chế viện trợ nhân đạo là hoàn toàn sai sự thật. Tuyên bố tại một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Israel nói, một chính sách cố tình gây nạn đói, bạn có thể nói bất cứ điều gì nhưng nó không thể trở thành sự thật. Sau khi bị cộng đồng quốc tế gây áp lực lớn, đặc biệt từ đồng minh thân cận là Mỹ, Israel đã dần mở cửa khẩu biên giới để hàng hóa được vận chuyển với sự kiểm soát chặt chẽ. Ông Fakhri nói, ban đầu viện trợ hạn chế được chuyển chủ yếu đến miền Nam và miền Trung Gaza, chứ không phải đến miền Bắc, nơi Israel đã ra lệnh cho người Palestine tới. Là giáo sư tại khoa luật của Đại học Oregon, ông Fakhri được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm điều tra viên hoặc báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực và đảm nhận vai trò này vào năm 2020. Nhà điều tra này cho rằng, tới tháng 12 năm 2023, người Palestine ở Gaza chiếm 80% số người trên thế giới đang trải qua nạn đói hoặc nạn đói thảm khốc. Chưa bao giờ trong lịch sử hậu chiến, một bộ phận dân số lại bị đói với tốc độ và cường độ chưa từng có như trường hợp của 2,3 triệu người Palestine đang sống ở Gaza. Lý do cho chiến lược của Israel là để giành thêm đất đai và giải pháp để chấm dứt tình trạng này là gì? Một lệnh ngừng bắn, chuyên gia trên của Liên Hợp Quốc tuyên bố. Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào tỉnh Hama của Syria. Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Theo Times of Israel, hãng thông tấn quốc gia Syria SANA mới đây đã thông tin về việc quân đội Israel tiến hành nhiều đợt không kích tại tỉnh Hama, miền trung Syria trong đêm 8 tháng 9. Báo cáo từ các cơ quan y tế địa phương cho biết đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong cuộc không kích, bao gồm nhiều trường hợp đang ở tình trạng nguy kịch. Một số nguồn tin quân đội cho biết, mục tiêu chính của Israel là một trung tâm nghiên cứu quân sự ở thành phố Masyaf, tỉnh Hama. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR sau đó thông tin rằng Israel đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu khoa học và một kho vũ khí ở Masyaf. Cụ thể, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lực lượng Iran và Lực lượng Dân quân thân Iran, gọi tắt là CERS hoặc SSRC, được cho là nằm ở trong vùng Masyaf. Phía Tel Aviv tin cơ sở này có một nhóm chuyên gia Iran tham gia vào việc sản xuất tên lửa. Trong vài năm trở lại đây, trung tâm nghiên cứu quân sự này đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các chiến dịch không kích của Israel. Tuy nhiên, Tel Aviv hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc ở tỉnh Hama. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Mông Cổ, Điện Kremlin tuyên bố lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sẽ không thể hạn chế những tiếp xúc của nhà lãnh đạo Nga với các quốc gia khác. Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thị ở Mông Cổ với các cuộc gặp lãnh đạo nước này và ký nhiều thỏa thuận hợp tác. Theo các nhà phân tích phương Tây, cái được lớn nhất của nhà lãnh đạo Nga sau chuyến thăm là ông không bị bắt giữ ở Mông Cổ. Là một thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đặt chân đến đất nước của họ. Từ tháng 3 năm 2023, ông Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế ban lệnh bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin không công nhận lệnh bắt giữ của ICC và Mông Cổ chọn cách phớt lờ nghĩa vụ là phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga bất chấp sức ép từ Tòa án Hình sự Quốc tế, Ukraine và phương Tây. Trong chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mông Cổ Usnagin Kurensov đã ký các thỏa thuận về cung cấp năng lượng và sản phẩm xăng dầu, xây dựng lại một nhà máy thủy điện và bảo vệ môi trường. Phát biểu sau khi chuyến thăm kết thúc tốt đẹp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những tổ chức như ICC không thể hạn chế các quan hệ của Nga với số đông trên toàn cầu. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov phát biểu, toàn bộ câu chuyện với Tòa án Hình sự Quốc tế là họ không thể và sẽ không thể hạn chế việc phát triển quan hệ của Nga với các quốc gia đối tác và những tiếp xúc quốc tế. Theo các nhà phân tích, một quốc gia dễ bị tổn thương về kinh tế như Mông Cổ rơi vào thế khó khi phải chọn giữa một bên là tuân thủ phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế và một bên là làm sâu sắc mối quan hệ với nước Nga hùng mạnh, khi Mông Cổ vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga. Mông Cổ cũng là nơi mà đường ống dẫn khí đốt dự kiến từ Nga sang Trung Quốc.
Mỹ phương Tây trừng phạt nặng nề về chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga đang tìm cách làm suy yếu các định chế mà phương Tây thống trị. Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Mông Cổ là một cách để đạt được điều đó, các nhà phân tích đánh giá. Elena Dalitskanova, nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, viết trong bài phân tích đăng vào đầu tuần này rằng việc Mông Cổ chọn cách phớt lờ nghĩa vụ với ICC là ví dụ rõ ràng nhất cho sự bất lực của phương Tây trước chủ nghĩa thực dụng của Nga. Một phát ngôn viên của chính phủ Mông Cổ nói với trang Politico rằng việc nước này phụ thuộc vào Nga về vấn đề năng lượng khiến Ulaanbaatar rơi vào thế khó. Người phát ngôn cho biết, Mông Cổ nhập 95% sản phẩm xăng dầu và hơn 20% điện từ nước láng giềng. Nguồn cung cấp này đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại và cuộc sống của người dân chúng tôi. Trong chuyến thăm này, ông Putin mời Tổng thống Mông Cổ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga vào cuối tháng 10 và ông Kurensert đã nhận lời. Vào đầu tuần này, Liên minh châu Âu cho biết sẽ chia sẻ quan ngại của họ với chính quyền Mông Cổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng dù Mông Cổ ở thế khó khi bị kẹp giữa hai nước láng giềng lớn, nhưng điều quan trọng là họ phải tiếp tục ủng hộ pháp quyền trên thế giới. Sam Green, một giám đốc tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu cho rằng lý do lớn nhất của chuyến thăm này là nhằm thể hiện việc Tổng thống Nga Putin có thể đến cả những quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin RT của Nga, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ trong tối ngày 2 tháng 9. Tại thủ đô Ulaanbaatar, Tổng thống Nga Putin đã được chào đón bởi Ngoại trưởng Mông Cổ Badmut Baksesek. Thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin tới thăm Mông Cổ theo lời mời của người đồng cấp Ukhagin Khrushchev nhân kỷ niệm 85 năm trận chiến lịch sử Kharkhinkov trong Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga có cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhagin Khrushchev trong ngày 3 tháng 9. Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin cũng sẽ gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dazhevin Almabayarskalan và Thủ tướng Oun Eder Nusamnamsray. Theo hãng tin RT của Nga, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Putin tới một nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC kể từ khi cơ quan này phát lệnh bắt giữ ông hồi tháng 3. Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên để vận chuyển 50 tỷ mét khối mỗi năm từ vùng Yaman đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn doanh số bán khí đốt bị mất ở châu Âu kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dự án này tiếp nối đường ống dẫn cùng tên mà Nga đang sử dụng để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Trước khi đến Mông Cổ, Tổng thống Putin cho biết công tác chuẩn bị, bao gồm nghiên cứu khả thi và kỹ thuật, đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow không lo lắng về lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế và đã lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến công du của ông Putin. Ông Peskov cho biết, chúng tôi không lo lắng, chúng tôi đã duy trì cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn ở Mông Cổ. Phản ứng về chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Tòa Hình sự Quốc tế là đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki nói, chính phủ Mông Cổ đã không thực hiện cam kết với ICC, đây là một đòn giáng mạnh vào hệ thống tư pháp quốc tế. Ulaanbaatar sẽ phải chịu hậu quả vì hành động của họ. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Trong đó có Mông Cổ phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga và chuyển ông đến La Hay, Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của tòa án, cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki cho biết Ukraine sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả.